Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang cầm để giới thiệu trên tay tới anh em một sản phẩm, đó chính là cánh combo bộ cánh quạt dàn nóng và motor của con Hyundai 3,5 tấn, dòng sản phẩm trước khét nước. Đây là dòng sản phẩm của công ty HTC, mã sản phẩm của nó là 97 97730-5K100. Đây ạ, của công ty HCC nhé anh em nhé. Với cái dòng HCC này nó có thiết kế độc đáo hơn một chút, đó chính là cái phần cánh của nó sẽ là chín cánh nhỏ, và dạng cánh chéo vát này là một trong những cái rất là thông minh. Giúp đây anh em nhìn này, nó chéo vát này giúp sản sinh gió rất là nhiều này. Và đây chính là cái hướng, đây anh em nhìn thấy không ạ, cái hướng của gió khi quay đấy ạ. Đây là cái phanh để cài giữ cánh quạt công ty HCC này. Đó. Đây, anh em nhìn thấy không? Đây là ba điểm để chúng ta bắt ốc vào trong chỗ lồng quạt gió. Đây là cái dòng giác điện của nó anh em nhé. Đây, hai giác điện. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cánh quạt motor quạt dàn nóng của Hyundai 3,5 tấn. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.